xin chào tất cả các bác chào mừng các bác trở lại với kênh youtube Hàn Nhật Quân trường vâng à, hôm nay em xin giới thiệu đến uh, tất cả các bác đây là một cái mẫu lồi uh, san như mật quỷ nhá đó con này nó làm màn hình nét đổi màu có giọng nói nhá con này nó có giọng nói của cái nhật à, các bác có thể thấy được ngoại hình con này thì rất là đẹp đúng không ạ Đấy, xuất sắc xứng đáng để sưu tầm đây tổng quan ngoại hình này các bác này đó à, trước này là dung tích một nít À, sẽ nấu được một cân gạo cho gia đình từ tầm 3 đến 5 người ăn à, chất này sản xuất năm 2008 và nó sử dụng điện 100V công suất của nó là 1200W và thấy con này xuất sắc đúng không ạ đó, màn hình đổi màu nhé à, màn hình đổi màu này thì nó sẽ đổi theo từng cái chế độ ví dụ khi các bác ở cái phần màn hình menu này nó là màu dạng màu xanh nhé đó khi các bác vào chế độ lấu thì nó sẽ là màu đỏ và tất cả các chức năng đây gồm gạo trắng gạo không vo gạo lứt gạo đất này mầm nó hay là nấu hạt kê và trong đây là nó là những cái menu chế độ nấu nhá màn hình rất là rộng và sáng dễ nhìn này đó đó các bạn thấy chưa? khi, khi nấu là nó chuyển sang màu đỏ này đó giọng nói rất là to đúng không ạ Rồi khi các bác vào chế độ ổ này thì bắt đầu là nó sẽ chuyển sang cái màn hình màu vàng nhé. Đó, màn hình màu vàng này. Rồi thì rất là đẹp luôn. Đây các bác nhìn này. Đó. Song song đẹp nhé. Đó, song song rất là đẹp luôn. Đây các bác nhìn. Cao tần áp suất, áp suất bi Đó. Rồi tiếp tục đến phần Song uh, trong các bác để ý này. Từ song trong cũng rất là mới nhé nồi thì tất cả mọi chức năng em đã test ok rồi. rồi tiếp tục đến phần son nha các bác nhá. phần son để cho các bác xem là chiêm ngưỡng cái độ đẹp của em nó. đây là nòng son của nó này các bác này. đó. son của nó là son trắng gương nhá. đó. son trắng gương. các bác nhìn cái son nhỉ đó. son rất là bóng đẹp luôn. đồng này thì son rất là dày nhá. son cực kỳ là dày. đó. đây nòng son. Dung tích một nít phần bên dưới là đáy mâm từ này các bác nhìn đáy mâm từ đẹp chưa đó đáy mâm từ đẹp xuất sắc đây từ cái phần vành này rồi thì mọi chức năng này em test em đã test ok rồi đó chi tiết mà bác nào mà chốt chiếc này thì cứ liên hệ trực tiếp với em qua hai số điện thoại nhé 0987 807 038 và 0344 5 các bạn nhìn thấy rõ lòng xoang nhỉ lòng rất là đẹp nha đây à, các bác có thể liên hệ với em trực tiếp qua hai số điện thoại này 0987 807 038 và 0344 587 94 em ở Kim Thành Hải Dương đó à, và đây là tất cả các chế độ nó có cả chế độ vệ sinh nồi nữa các bạn đó chế độ vệ sinh nồi và các bác có thể điều chỉnh được giọng nói nhé à, hẹn giờ men đu đầy đủ này đó đó, các bác chỉ cần di chuyển các chế độ, các chế độ bằng cái uh, nút này nhé. Để em cho giảm cái tiếng đi. các bác mà muốn uh, bắt uh, mà tắt hay bật tiếng thì các bác chỉ cần dấn, nhấn giữ nguyên nhé, giữ nguyên cái nút tắt này, nó sẽ tắt tiếng hoàn toàn nhé. Đó. đó, chỉ còn tiếng tít tít thôi đúng không ạ? đây, các bác nhìn này, Đấy, rất là nhiều các chế độ khác nhau nhé. hẹn giờ này chế độ hẹn giờ 1 giờ 2 này thì với những cái nồi nhật ấy, thì nó sẽ hẹn giờ theo là 24 tiếng thì các bác có thể lựa chọn giờ sáng và giờ chiều nhé đó, giờ chiều là 18 giờ 40 này giờ sáng là 6 giờ đấy sau đó mình sẽ điều chỉnh bằng cái nút xoay nhé đó rất là tiện đúng không ạ đây menu này các bác chọn siết này đó chỉ cần xoay này xoay trái xoay phải là xong đó là nhấn vào lỗ này đó, khi nào mà nấu xong thì bắt đầu cái nó sẽ chuyển sang cái đèn vàng này nhé. Đó, đèn vàng là về chế độ ủ này. Nồi thì rất là đẹp đúng không các bác? Đó. Con này thì xuất sắc à Đây phần đây, nắp hơi này. Nó nắp hơi trong này các bác nhé. Đó, đây nắp hơi của nó. nồi thì mọi em chức năng em mới test ok rồi đó dòng này thì song rong đúng có nó nên là các bác yên tâm không bị sợ bị xì hơi đó chuẩn song rong có nó luôn rất là đẹp nhá đây nó có một cái nắp chắn bọt này à, nó sẽ là tùy con nhé con nào các bác để ý là những cái nó có một cái ngạnh bên trong này thì nó sẽ có một cái nắp này nhá đó cái nắp này nó cũng rất hay bị rơi này hay bị rơi mất này rồi ở khi nấu thì các bác phải đóng nhá phải đóng được cái nắp hơi này vào tại vì ngay ở trong cái góc này nhá ở ngay cái trong góc này nó có một cái công tắc này đó nếu mà các bác mà không không đóng cái nắp này nha nó không phải nó lấu đó nó không phải nó lấu các bác đóng nắp này đó nó bắt đầu lấu Đấy, cái dòng này thì áp suất nó rất là lớn. đó, việc nó nấu cơm thì các bác thấy rồi. những cái dòng mà xa như tốc độ nấu của nó rất là nhanh, cái thời gian nấu, cái thời gian của cái chương trình nấu rất là nhanh. nhanh. À, lên là như vậy thì các bác sẽ thấy rằng là à, cái chất lượng cơm của nó đạt ra được vẫn rất là ngon nhé. tại vì nó, nó nhờ công nghệ áp suất của dòng san này. và các bác để ý từ cái phần màn hình này, đó, từ màn hình này, màn hình cực kỳ là bóng đẹp luôn nhé. đó, con này thì đáng để các bác sưu tầm và chơi xuất sắc nhé. Rồi, chi tiết bác nào chốt chiếc này thì liên hệ với em nha. Đó, qua số điện thoại 0987 807 038 và 0344 567 94. Em ở kênh Thành Hải Dương. Xin chào và cảm ơn tất cả các bác.